Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series săn vé bay giá rẻ của Best Ride. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau săn vé bay đi Hải Phòng, giá chỉ từ 99.000 đồng để khám phá thành phố Hoa Phượng Đỏ nhé. Thành phố Hải Phòng là một trong những thành phố hiện đại và năng động nhất Việt Nam. Nơi đây được biết tới những địa danh nổi tiếng như bãi biển Đồ Sơn, đảo Cát Bà, Vịnh Lan Hạ, khu danh thắng núi Voi, biệt thự Bảo Đại. Ngoài ra, tất cả Hải Phòng còn sở hữu một nền ẩm thực đặc trưng với những món ngon chứ danh như là bánh đa cua, nem cua bể, bánh mì cay hay nước mắm Cát Hải. Khi đặt vé máy bay đến thành phố Hải Phòng, bạn sẽ đáp chuyến bay tại sân bay Cát Bi. Tính tới thời điểm hiện tại, sân bay Cát Bi đang tiếp nhận những chuyến bay nội địa giữa Hải Phòng và các tỉnh thành phố thuộc khu vực miền Trung và miền Nam như Đà Nẵng, Nha Trang, Pleiku, Cần Thơ, thành phố Hồ Chí Minh và Phú Quốc, cùng những đường bay quốc tế đi và đến từ Thái Lan, Trung Quốc, Nhật Bản hay Hàn Quốc. Để đặt vé máy bay giá rẻ tới Hải Phòng, bạn hãy lưu ý những điều sau đây nhé. Thứ nhất, đặt vé máy bay trong mùa thấp điểm từ tháng 9 đến tháng 3. Thứ hai, đặt vé máy bay trước khoảng 2 tháng nếu muốn đi vào mùa cao điểm hoặc các dịp lễ Tết. Thứ ba, luôn cập nhật các chương trình khuyến mại. Thứ tư, đặt chuyến bay đêm hoặc sáng sớm. Thứ năm, sử dụng chức năng săn vé bay giá rẻ tại bestride.vn. Còn bây giờ, hãy cùng khám phá chức năng săn vé bay giá rẻ đi Hải Phòng của bestride.vn nhé. Bạn truy cập website bestride.vn, chọn dịch vụ vé máy bay. Tại đây sẽ có hai lựa chọn giúp bạn book vé bay đi Hải Phòng thật dễ dàng. Thứ nhất là săn vé bay tại ô tìm kiếm vé trên màn hình. Lựa chọn thứ hai là kéo xuống dưới website và click vào đường link vé máy bay đi Hải Phòng. Video này, mình sẽ thao tác một vé bay đi Hải Phòng trên ô tìm kiếm của website nhé. Đầu tiên, chọn điểm đi của mình, rồi chọn điểm đến là sân bay Cát Bi thuộc thành phố Hải Phòng. Mã sân bay là HPH. Chọn điểm bay hoặc ngày khởi hành nếu có, số lượng hành khách, sau đó tích vào ô tìm vé giá rẻ và ấn tìm ngay. Hệ thống sẽ hiển thị ra bảng vé bay giá rẻ tất cả các ngày trong tháng. Nếu muốn thay đổi, hãy ấn thay đổi tìm kiếm phía trên, cũng như lọc hãng và lọc thời gian bay phía dưới. Cuối cùng, ấn tiếp tục. Tiếp theo, các bạn sẽ thấy vé bay đi Cát Bi có rất nhiều mức giá khác nhau giữa các hãng. À, giá vé máy bay 99.000 đồng đi Hải Phòng đây rồi. Ấn chọn vé này, sau đó xem chi tiết mức giá bên phải màn hình. Để hoàn tất, hãy ấn tiếp tục và điền đầy đủ thông tin người bay và các ô được đánh dấu sao trên màn hình. Sau đó tích vào, tôi đồng ý với các điều khoản và điều kiện về đặt dịch vụ trên website của Best Ride và gửi yêu cầu đặt vé. Tiếp đó, bạn chỉ cần chọn hình thức thanh toán phù hợp với mình, rồi hoàn tất các bước còn lại theo như chỉ dẫn của website. Lúc này, chỉ cần đợi một cuộc gọi điện thoại từ nhân viên tư vấn của Best Ride để được kiểm tra lại thông tin vé cũng như thanh toán là xong. Bạn đã đặt xong vé máy bay đi Hải Phòng giá chỉ từ 99.000 đồng rồi. Hãy cùng Best Ride khám phá ngay những địa danh và ẩm thực độc đáo ở nơi đây thôi nào!